Thưa quý vị, bản tin Việt Nam nối tiếp cho biết một blogger Việt Nam bị công an yêu cầu xóa bài viết. Một blogger nhà hoạt động ở Hà Nội nói ông bị nhân viên Bộ Công an Cộng sản Việt Nam yêu cầu xóa các bài viết đăng trên Facebook cá nhân. Ông Nguyễn Anh Tuấn nói với BBC tiếng Việt văn phòng Bangkok rằng vào ngày 25 tháng 5 khi vừa đến phi trường Tân Sơn Nhất, ông bị một số nhân viên an ninh giữ lại và mời vào khu vực cách ly. Trong 15 giờ đồng hồ sau đó, ông đã bị thẩm vấn liên tục bởi nhiều nhân viên an ninh với các câu hỏi xoay quanh về thời gian vừa qua ông đi đâu, gặp ai, làm gì, lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài. Cuối cùng, họ đưa ra yêu cầu là ông phải xóa bài trên Facebook trước khi thả ra. Những bài viết bị yêu cầu xóa phần lớn là những bài có liên quan tới tập đoàn Vingroup với lý do gây hại cho an ninh quốc gia Việt Nam. Có bài ông viết cho rằng các khu đất công lớn ở trung tâm Hà Nội đang dần rơi vào tay tập đoàn Vingroup mà không thông qua đấu thầu công khai. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam đề nghị đổi học phí thành giá dịch vụ đào tạo. Trình bày trước Quốc hội vào sáng 30 tháng 5, các nội dung sửa đổi bổ sung luật giáo dục đại học, Bộ trưởng Cộng sản Việt Nam Phùng Xuân Nhạ đề cập việc đổi thuật ngữ học phí thành giá dịch vụ đào tạo. Theo ông Nhạ, tên gọi giá dịch vụ đào tạo được đề nghị trong luật giáo dục đại học mới sẽ được sửa đổi, được hiểu là bao gồm phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác. Theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, không thể quy đổi học phí thành giá dịch vụ đào tạo bởi giá trị của hai khái niệm này không tương đương nhau. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo Nhà nước Việt Nam cho hay, giá dịch vụ đào tạo sẽ khiến hiệu giáo dục thành hàng hóa thương mại. Ông đề xuất chuyển thành chi phí đào tạo. Ngay sau phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Cộng sản Việt Nam, nhiều người đã tỏ ra bất bình về việc đề xuất đổi tên học phí thành giá dịch vụ đào tạo. Nhân quyền trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thưa quý vị, có liên quan đến chuyến thăm của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang Nhật Bản, truyền thông trong nước đã đăng tải những bài viết về quan hệ giữa cả hai nước. Và nhìn chung đều nói là quan hệ hợp tác Việt-Nhật đang ở thời kỳ tốt đẹp. Báo chí Việt Nam cũng thừa nhận một trong những yếu tố thúc đẩy quan hệ chính trị giữa hai nước là nhờ phía Nhật không can thiệp vào nội bộ của Việt Nam như chỉ trích nhân quyền hay tôn giáo. Các buổi gặp gỡ kể cả cao nhất mặt trái của vấn đề nhân quyền và dân oan tại Việt Nam hiếm khi được phía Nhật nêu lên. Ông Đỗ Thông Minh, một học giả về nhân quyền của Việt Nam đang sinh sống tại Tokyo, cho biết chỉ có một lần duy nhất Nhật nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam, nhưng cũng chỉ nói cho mang tính hình thức. Đài NHK của Nhật trong chương trình tiếng Việt cũng chỉ nói đến văn hóa, giao lưu, kinh tế. Ông cũng nói thêm rằng nhiều nhà nghiên cứu học giả của Nhật biết khá rõ về tình hình nhân quyền Việt Nam, nhưng né tránh không lên tiếng vì sợ sẽ bị cấm nhập cảnh. Thưa quý vị, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi bị dân kiện ra tòa 5 lần trong một tháng. Chỉ trong vòng một tháng, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng có 5 lần bị kiện, nâng lên tới hơn 10 vụ kiện từ đầu năm đến nay, phần lớn những vụ án liên quan đến hành chính, đất đai. Song, ông này liên tục gửi thư né tránh hoặc bắt cấp dưới theo kiện. Mới đây, ông này đã ký văn bản nhanh gửi tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị xét xử phúc thẩm vắng mặt và yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ kiện hành chính. Trong số 4 vụ án kiện Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nói trên, có 2 vụ liên quan đến đất đai, 2 vụ khác liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Được biết, trong tháng 4 2018, có ít nhất 2 vụ ông Căng bị người dân doanh nghiệp kiện ra tòa. Còn tháng 3 trước đó, có đến 6 vụ kiện. Tất cả những vụ kiện nói trên đều liên quan đến ông Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, bản tin giải trí nối tiếp cho biết luật sư của Weinstein lo ngại về việc công khai vụ án sẽ là một áp lực đối với Weinstein. Luật sư bảo vệ cho Harvey Weinstein chống lại tội danh hãm hiếp đã nói vào thứ Ba ngày 29 tháng 5 rằng ông lo ngại việc công khai xung quanh vụ án là một áp lực không phù hợp đối với các công tố viên và có thể gây ra sự không công bằng với khách hàng của ông. Luật sư Benjamin Barrifman đã nói chuyện với các phóng viên sau khi một thủ tục đã đóng cửa trước tòa án tối cao ở New York, James Burke ở Manhattan, và nêu lên những lo ngại của ông về vụ án. Barrifman cho biết ông mong đợi việc Weinstein sẽ được miễn các cáo buộc xâm hại tình dục mà ông cho là ngớ ngẩn. Weinstein, người đã bị buộc tội hành vi sai trái tình dục của hơn 70 người phụ nữ trong một số trường hợp có niên đại từ nhiều thập kỷ, đã phủ nhận việc có quan hệ tình dục không đồng thuận với bất kỳ ai. Thưa quý vị, ABC hủy bỏ show Roseanne sau khi ngôi sao của phim truyền hình này đăng lời phân biệt chủng tộc. Mạng lưới ABC của Walt Disney đã hủy bỏ bộ phim hài nổi tiếng Roseanne vào ngày thứ Ba 29 tháng 5 sau khi ngôi sao Roseanne Barr so sánh một cựu quan chức chính quyền Obama với một con khỉ trong nhận xét trên Twitter. Chủ tịch của ABC, Channing Dungrey,
cho biết trong một tuyên bố rằng lời nhận xét trên Twitter của Rosen không phù hợp với giá trị của công ty và công ty đã quyết định hủy bỏ show chương trình truyền hình này. Trong một bình luận đã bị xóa trên Twitter, Barr viết rằng cựu cố vấn Obama Valerie Jarrett tương đương với phong trào chính trị Hồi giáo và đùa cợt về hình ảnh của một con khỉ có con. Barr, 65 tuổi, đã xin lỗi vì đã làm nói đùa quá ác ý về Jarrett, một người da đen và sinh ra ở Iran với cha mẹ người Mỹ. Rosen là show lớn nhất của ABC trong mùa 2017-2018. Chương trình đã thu hút trung bình là 18.7 triệu người xem, chỉ đứng sau CBS, bộ phim truyền hình sitcom The Big Bang Theory. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức News sáng nay trong ngày hôm nay. Kiều Trâm và Hải Bình cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào.